Một lần nữa phải nói rằng là chúng ta đã làm một số việc nhưng mà chưa hết sân. Nghệ An còn rất nhiều địa dư để phát triển. Trước hết phải nói là khu vực miền Tây của Nghệ An, nhất là khi mà đường mòn Hồ Chí Minh ngày càng được xây dựng tốt hơn. Bây giờ cái giao thông của Nghệ An ngang dọc là tốt hơn, nhiều so với thời chúng tôi. Nếu không biết để dành những cái tài nguyên này đó, không biết lựa chọn những nhà đầu tư có tiềm lực thật đó, thì sẽ trở thành nơi cho một số nhà đầu tư đầu cơ quỹ đất. Điều thứ hai, phải lựa chọn cho mình những cái mà cái lợi thế so sánh cả về nông nghiệp và công nghiệp, từ mỏ cho đến đất. Nếu không biết lựa chọn và phải đưa ra được, chủ động đưa ra danh mục để kêu gọi tư, không bị đụng và lôi kéo của nhà đầu tư về. Điều thứ ba đó, biển ở Nghệ An thực sự là lợi thế. Bài học trong vài chục năm gần đây đó, nhiều tỉnh đã phải đau đớn lắm rồi, trả giá quá lớn rồi. May mà Nghệ An chưa phải trả giá. Vì vậy cần phải hoạch định lại rất rõ về cái hướng phát triển của biển, từ nuôi trồng thủy sản đến phát triển du lịch. Cái thứ tư, bên cạnh cái khai thác cái lợi thế tài nguyên của mình hiện có, tài nguyên thiên nhiên, thì Nghệ An có rất lợi thế về con người. Lợi thế con người của Nghệ An tại chỗ và con người của Nghệ An ở mọi miền đất nước và mọi miền trên thế giới. Sắp tới trong nhiệm kỳ công tác của mình ở Singapore, tôi hy vọng là sẽ được hợp tác với các cơ quan ban ngành của tỉnh Nghệ An để có thể tuyên truyền quảng bá nhiều hơn về tiềm năng thế mạnh của tỉnh cho các nhà đầu tư Singapore cũng như các nhà đầu tư tiềm năng đang hoạt động tại Singapore. Cái tuyên truyền quảng bá này thì chúng tôi sẽ có rất là nhiều hoạt động để kết nối các hoạt động để mà giới thiệu cho tỉnh Nghệ An chúng ta. Và tôi nghĩ là có thể tổ chức một cái hội nghị xúc tiến đầu tư cho riêng tỉnh Nghệ An tại địa bàn Singapore.